Kính thưa quý vị, tuần lễ quảng cáo hàng hóa nội địa tại Hà Nội, Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo để quảng bá chương trình Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 với tên là Tự hào hàng Việt Nam. Chương trình kéo dài từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 tại thành phố Sài Gòn. Mục tiêu của chương trình nhằm vận động dân chúng dùng hàng nội hóa trong giai đoạn 5 năm, từ nay cho đến năm 2020. Ông Vũ Hùng Sơn là Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nói rằng, song song với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia hội thảo, hội nghị, kết hợp cung cầu, nghe tư vấn từ các chuyên gia để xây dựng thương hiệu. Trả lời câu hỏi hàng hóa do các doanh nghiệp đầu tư ngoại quốc FDI có được coi là hàng Việt Nam hay không, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường tuyên bố, tất cả các sản phẩm sản xuất ngay trong nước đều được coi là hàng Việt Nam. Hiện giờ, 70% hàng hóa xuất cảng của Việt Nam do các công ty FDI sản xuất. Năm 2015 là năm Cộng sản Việt Nam thi hành một số hiệp ước tự do thương mại FTA vừa ký kết, kết thúc đàm phán FTA Việt Nam-Liên Âu và Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc chính phủ Cộng sản Việt Nam ký các FTA sẽ mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn. Nếu không có khả năng cạnh tranh, Việt Nam sẽ chết ngay chính trên sân nhà của mình. Trong cuộc hội thảo cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp Việt Nam trong ngày hôm qua tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng mức độ rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng gia tăng, rủi ro về giá cả, rủi ro dòng vốn. Nếu Việt Nam không thực sự đổi mới cơ chế, chính sách thì mức độ rủi ro càng cao hơn. Tái cấu trúc của Việt Nam mới đi được nửa đường, lạc quan về FTA chưa thấy, nhưng thấy rõ các doanh nghiệp đang đối diện với hiểm nguy. Với buổi hội thảo ngày hôm nay ở Sài Gòn, nhiều người nói rằng quảng bá vận động tiêu dùng hàng Việt Nam, nhưng chất lượng, giá cả của hàng hóa sản xuất trong nước có bằng hàng ngoại hay không mới là vấn đề chính.